Nào, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ông ơi, ông anh tưởng nó quay chứ. Nó không quay được lên. Phải không? Quá đẹp luôn các bạn ơi. Mình cho nhiều những cái màu tối quá nhờ. Đáng nhẽ phải cho nhiều màu xanh vào thì nó... Bây giờ mình sẽ tô hết lên cái mặt mì tôm. Bây giờ mình sẽ nhả. Wow. Ui giời, màu đen nó sẽ nổi bật hơn là màu đỏ của bạn Hoàng. Wow. Hình vuông này của bạn Hoàng là cái mặt cười này. Ok, chúc anh em thành công. Chúc các bạn thành công nha. 3. Ui giời. Bây giờ thì mình sẽ ngắt cây đó, cái cây mà các bạn biết tên ấy, chấm cái que mình vừa mới cầm được vào. Không biết có được không? Cái ngọn này đi. Có gai đấy, anh em ạ. Nhúng vào ngay, nhúng vào ngay, nhúng vào ngay. Cây nến này lại với nhau, châm lửa đốt cái chân này ạ. Chấm nó vào giữa đấy. Tiếp theo mình cũng đốt cây nến này, dính chúng nó lại với nhau. Dùng thêm một cây nến phụ nữa. Phải cho nó cháy, cháy hết ra đây thì nó mới dính được. Xong rồi đấy các bạn ơi, đặt vào trong lon coca, đặt lên lon coca này các bạn ơi. Cháy chưa? Cháy. Và sang ở bên này nữa. Ui 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 ui, đang thăng bằng rồi này các bạn ơi. Wow. Ôi tại sao nhỉ? Ui thăng bằng rồi này, cũng đang thăng bằng rồi. Five. Sử dụng nó để viết chữ luôn, viết nó thành một chữ đi Hải nhá. Đó. Bây giờ anh sẽ chiếu vào nhá. Các bạn có nhìn rõ không? Đi các bạn. Rồi mình sẽ viết chữ H ở đây nhá. Nào, anh em thấy chưa? Bút này nó không thể nào dính được vào cái chỗ nhựa nến đấy á. Thế là nó hiện chữ của mình lên luôn. Nào các bạn này, nhìn thấy cả đường luôn này. Cách thứ ba thì là tất nhiên dùng với chanh rồi. Ui trời ơi, quả chanh này. Và lấy nước cốt chanh nha các bạn. Thấm nước cốt chanh vào cái mặt cười nhá. Cùng xem kết quả nào. Anh em nhìn này, hiện ra đi Umbala hiện lên. Ui tí cháy. Đây, bắt đầu hiện bà con ơi. Ôi mình cầm mặt cười ngược. Đây các bạn này, thấy chưa? Nó vẫn hiện lên nha. Chỉ vài giọt thôi. Nó nhúng vào sữa là cái mặt tròn này. Thêm hai con mắt cười tít mắt đi. Cái này cũng cười nhưng cười miệng rộng hơn. Ok, thêm hai ba cọng tóc cho nó khác cái chanh lúc đấy. Trời sao khói đen thế không nhìn thấy gì bên dưới, sợ nó cháy mất tờ giấy. Rồi, lên hình luôn. Còn thiếu ba cọng tóc nữa, chờ chút rồi lên ba cọng tóc xong luôn. Đấy. 6 foot 5. Ui, đầy kiến này, cắt theo nét vẽ này đúng không? Xong làm gì đấy? Wow, oh my god. Quá là ok luôn. Đây là sao? Ôi, bao rồi. Wow. Rồi. 7. Ôi giời, chắc thế nhỉ? Cắt lại nha. Đấy, thúng rồi, thúng thì cắt sẽ rất là dễ thôi. Được như thế này rồi đúng không? Sau đó thì mình sẽ cắt thêm một hình nữa lên trên này. Tôi cắt phía bên này đi. Rồi, cắt luôn đoạn này chắc là dễ thôi. Tao vào xoáy thôi. Ui giời. Không được nhở. À, đang vào. À, nhanh. Rồi, này các bạn thấy chưa? Ui. 8. Mình sẽ đập luôn này. Cũng khiếp luôn á. Bây giờ thì cắm cái đũa này vào trong này để thành que cầm đấy. Một cây kem. Ôi giời, lần đầu mình đập luôn đi các bạn ạ. Rồi, đập luôn nha. Xong ngay 4 cây kem. Mát lạnh luôn ấy, tại vì sữa mình để trong tủ lạnh mà. Xong ngay một cái. Phải cho thêm vào các bạn ạ. Để mình mang cái này vào tủ lạnh và để cho chắc phải 8 tiếng nó mới đông lại được ấy các bạn. Tốt quá. Úi trời, nhìn thôi mà đã thèm rồi. Úi trời, mời các bạn nha. Quá ngon. 9. Để mình cắt ra xem nào. Trong này nó có cái gì đây, mình sẽ đổ đây nhá. Có bột màu trắng và một túi dung dịch, không biết là dung dịch gì luôn.
Ủa, vẫn ra hai túi luôn. Con nào con chim này cũng phải cắt, con nào phải cắt hết thôi. Ôi, ôi, chết rồi, mình bóp nhầm. Nè, trời ơi. Đây là bột của mình, đây là nước mình đã tách riêng ra rồi. À, đổ hết bột vào trong này luôn này. Xoáy rất là chặt luôn nha các bạn ơi. Rồi. Anh chợt nảy ra một ý tưởng, hay là mình làm cho con Doraemon này một cái dù xem. Đây nha các bạn, anh đã mang lên đây một cái túi nylon. Ôi giời, thấy xịn sò chưa? Sau đó dán băng dính vào cho nó chắc. Ok, bây giờ thì mình sẽ buộc túm chúng nó lại với nhau nha. Để cho chiều dài của những cái dây này nó được đồng đều bằng với nhau á. Rồi, buộc ngang thân em Doraemon nha, đảm bảo siêu chắc chắn và an toàn. Cho một lít nước nha, nhưng mà mình cũng chỉ áng chừng thấy nó có cái gì phồng phồng rất là. Mình sẽ cho hết luôn cái bột rau câu này. Hình như là vừa cho vừa khoáng đều sao. Xe hẳn này ra không nó rớt. Khoáng hết đi. Rồi này, chuyển sang màu trắng đục luôn. Xôi rồi các bạn ơi. Để lửa rồi, xong luôn. Các bạn ơi, hai. Wow. Còn đây là gì các bạn ơi? Là pháo bông này. Đấy, cái này có 10 hộp. Nè bạn Hoàng ơi, đấy, cắm cố gắng lao vào tận giữa cho tôi. Rơi đi, xuyên suốt. Đấy, đang xuống, sủi rồi. Đấy rồi, vẫn đang cháy luôn nha. Wow. Nước sùng sùng lên này. Mà nó sẽ cháy được tận vào bên trong. Happy birthday to you. Bỏ cháy đi vào trong. Sẽ cắm hai cái nến này vào đây. Châm lửa lên. Ôi, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ châm lửa này. Đã bắt đầu 1, 2, 3. Yeah. 13. À, sẽ cắm như trong video, đầu tiên cắm một chút thôi, không phải cắm xuyên đúng không? Cắm như thế này cho nó chất. Đấy, bây giờ đang như này. Nào. 1 2 3 4 5. Oa. Có vẻ xuyên nha, bây giờ đang ngắn rồi này. 6 7 ui, 8 9 10. Ui, trời, 11. Oh my god, thấy chưa? Này này, thêm mấy phát nữa đi. Nè, thành công luôn này các bạn ơi. 14. Hôm nay mua hẳn một cái chai nước màu xanh. Ua, một chai nước mini. Mình phải bẻ đôi cái bắp ngô này ra này. Đấy, như thế. Rồi, biết dự bị như thế nào. Ui, tí nữa thì mất ăn. Chết rồi. Xong rồi. Wow, các bạn xem này, xanh luôn nhưng mà hạt ngô thì vẫn màu vàng. Fifteen. Five. Nước vào một cái cốc, cho nước tầm bằng này đi. Và cốc có nước mình sẽ đặt bên này như thế này đi. Đổ à, mình sẽ đổ à, đổ rất là từ từ thôi. Có được hay không đây? Ui. Bây giờ cái dây đã được gấp đôi lại và mình sẽ bắt đầu test thử này. Chảy đi nào. Ua, thành công luôn này. Nhưng mà nếu như mình nóng ruột đấy, mình tăng tốc, mình kiểu mình nghiêng nước có chảy nhiều, chảy nhanh ấy, nó sẽ bị rớt ra đâu. Này, thành dòng luôn, chảy đổ nhanh cũng được, đổ nhanh thành dòng luôn này. Đây rồi. Ui. Cố lên anh Hoàng ơi, sao đến nơi rồi? Đến nơi. Một chút xíu thôi là đến nơi rồi. Vào cốc, bắt đầu vào cốc rồi. Nhưng mà nó nhỏ từng giọt thôi các bạn, nó không có nhanh đâu. Nó chảy à, nhưng mà rớt dọc đường cũng gần hết rồi này. 16. Trước hết là chúng ta sẽ phải đổ sữa ra. Mình sẽ đổ sữa ra cái khay inox này nha. Đấy là cái khay này đi.
Ôi, một giọt thôi, thêm giọt nữa đối diện nhá. Tiếp theo mình sẽ cho màu xanh lá cây vào nhá. Màu xanh lá cây cũng hai giọt đối xứng đi. Hai giọt. Màu vàng mình cũng cho thêm hai giọt nhá. Nhúng nó vào nước rửa chén này. Ba. Đấy, đấy, thấy chưa, thấy chưa anh em? Mà sao chỉ có màu xanh nhỉ? Hay mình đặt lệch bên rồi, Nằm màu nó nằm ở chỗ nào? Đây, nằm ở chỗ này các bạn ơi. Đấy, phải xoay nó di chuyển nó mới chạy ra được các bạn ạ. Ui trời ơi, đẹp chưa, nó loang ra luôn này. Nó cứ loang đến khi nào nó tan hết cái dầu rửa bát thì thôi sao á. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Mình cho nhiều những cái màu tối quá nhỉ, đáng nhẽ phải cho nhiều màu xanh vào thì nó mới đẹp. Anh em nhìn chỗ này này, nhìn chỗ này mà xem. Chỗ này nó ảo tung chảo luôn ấy.